Xin chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. À, không biết là quý vị có thấy lâu không chứ Nguyên Hằng cứ thấy là 7 ngày thì cứ như một tuần. Một tuần không gặp quý vị thì lại rất là nôn nao. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lại có những cái nhân vật mới sẽ xuất hiện. Nhưng trước khi đến với nhân vật của ngày hôm nay là ai thì chúng ta sẽ cùng chào đón Miko Lan Trinh, diễn viên Cát Tường, và một người phụ nữ xinh đẹp mới đồng hành cùng với chúng ta lần đầu trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên Mỹ Nguyên. Xin giới thiệu với anh Nguyên Khang và các chị cũng như là quý khán giả ngày hôm nay á, Miko được làm người kết nối cho một nhân vật rất là đặc biệt. Thì ngày trước tới giờ tụi mình đã làm và gặp gỡ nhiều diễn viên, ca sĩ rồi. Thì bạn ngày hôm nay cũng là một ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình. Nhưng mà có rất nhiều những cái điều bất ngờ xung quanh cuộc đời của bạn mà thật sự khi gặp thì đã làm cho Miko phải rơi nước mắt. Phải có rất nhiều cảm xúc. Em chưa dám nói là có rơi nước mắt hay không, thì em chỉ bật mí tới đây thôi. Xin mời tất cả mọi người cùng xem clip. Miko đang trên đường đến buổi tập luyện của nhân vật ngày hôm nay, Mai Xuân Thi. Không biết là mọi người ở ngoài đường đầu hẻm chỉ đúng không, nhưng mà bước chân vào đây là nghe tiếng đàn, tiếng hát. Ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em đôi ghen từng kỷ niệm. Phải nắng còn đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mưa ướt lạnh vai anh, đối với cái người nam là chỉ cái lạnh bên ngoài thôi, nhưng mà đối với cái người nữ thì nó lạnh ở trong lòng. Em làm sao cho rõ cái nét đó chứ. Mưa lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Dạ anh chào thầy ạ. Con là đến từ chương trình hôm nay, con muốn phỏng vấn Mai Xuân Thi một chút. Rồi thôi được, hai bạn cứ tự nhiên. Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. Ca sĩ Mai Xuân Thi, tên thật là Nguyễn Hoài Thương, năm nay vừa bước sang tuổi 21, sinh ra tại tỉnh Hậu Giang, nơi được xem là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử và nghệ thuật cải lương, bởi đây còn là quê hương của nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Trọng Vũ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Trong gia đình Xuân Thi, có cha là nghệ sĩ cải lương, đồng thời là soạn giả Chánh Linh, nhưng cô lại rẽ hướng sang con đường hát nhạc trữ tình. Bây giờ thì chúng ta đã gặp được nhân vật của chương trình rồi. Chào Mai Xuân Thi. Sáng hôm nay thì chị tới, chị thấy em đang tập hát hả? Dạ, bây giờ em chuẩn bị tập múa nữa. Ôi, hay là cho chị coi em tập múa luôn đi. Được không? Em múa nó còn hơi cứng á. Hay là mình tập đi, cho chị coi nha. Dạ. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phải nắng còn đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Trời ơi, mùi quá. Bình thường mình tự tập như vậy nhiều không? Dạ, em tới đây em luyện thanh xong, thường khi em tập 30 phút mỗi ngày để cho những cái động tác tay của em nó uyển chuyển hơn. Thường thì chị thấy các ca sĩ là sẽ có đến với vũ đoàn tập hoặc là có thầy về dạy tận nhà. Thật ra trước đây em cũng có ý định là mời thầy về đến nhà để dạy cho em, nhưng mà do thời gian không có, với lại cái kinh phí em không có được tốt á, nên em chỉ tập theo như thầy luyện thanh của em á. Thầy cũng biết vài động tác của sân khấu, thầy chỉ thì em học đến đó. Và nhóm múa thì mời họ đến thì họ cũng phải cần tiền, nên cái lý do về kinh tế không cho phép. Tại sao em lại quyết định chọn âm nhạc để theo vậy? Lúc nhỏ thì em lớn lên trong tình yêu thương của cải lương. Ba em là phó đoàn của Hương miền Tây. Lúc nhỏ thôi là em đã đứng trước gương và em tự hát và tự diễn một vài câu. Lớn lên thì em cũng thích hát cải lương lắm, nhưng mà cái làn hơi của em không hát cải lương được. Mà em thì em lại yêu quý dòng nhạc dân ca. Tại vì chị biết là về cái hơi thì có những người thì có năng khiếu sẵn, nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy chưa tự tin về hơi, tập luyện thì vẫn có thể làm được.
Vậy em có bao giờ nghĩ là em sẽ đi theo truyền thống gia đình là sẽ có lúc hát cải lương không? Dạ có. Tại vì em mới vừa tham gia một game show chương trình truyền hình của truyền hình tỉnh Vĩnh Long, em đã thể hiện được 2 tuần cải lương. Ơi, nơi chú quê nhà có con lo liệu mọi bề thay. Thì cô rất sẵn sàng đó, dạy con hát cải lương. Thì em nó rất là lễ phép, rất là đi lùi lại. Em có biết hình dung tại sao mà cô thi đi cái kiểu đó không? Thật ra đó là cô có một cái tư chất của một cái cô đào chánh của cải lương, cho nên rất là khiêm cung và tự biết rằng trước mặt ai và trước mặt người nào đó thì mình sẽ phải hành xử như thế. Cảm ơn cái sự giáo dục của ba con. Sau khi mà rời khỏi cuộc thi rồi, em có nghĩ là đây sẽ là cái động lực, cái bắt đầu cho em đi theo cái này không? Em cũng nghĩ là mình sẽ ngã về hướng cải lương. Nhưng mà vì hát cải lương á, thì phải có sức nhiều hơn, nên sức khỏe em cũng không cho phép. Gia đình mình có truyền thống âm nhạc nên ngày trước em quyết định đi làm ca sĩ nó thuận lợi lắm. Mọi người ủng hộ em, có đúng không? Dạ không, tại vì ba mẹ em chia tay nhau, ba mẹ đi làm xa, lâu lâu cũng gửi tiền về cho em. Rồi đến một thời điểm em đòi đi hát là năm em 15 tuổi, gia đình bên ngoại không cho em đi hát. Tại sao? Vì lúc mà ba em đi hát á, thì cứ bỏ mẹ con em ở nhà và ba đi tỉnh này tỉnh khác để hát, và hôn nhân tan vỡ. Gia đình bên ngoại sợ em cũng lên đên như vậy á, cái nghề nó bấp bênh, nó không ổn định á. Em bỏ nhà, em đi lên trên huyện á, bán vé số. Rồi có lúc còn hát kẹo kéo chung với lại mấy người bạn. Em đi nhiều tỉnh lắm, từ Hậu Giang đi lên tới Cần Thơ. Rồi đi theo vậy, ăn ngủ ở đâu? Em thuê phòng một phòng trọ, ba bạn nữ ở chung và ba bạn nam ở chung. Lúc đó tiền trọ hàng tháng thì 6 đứa chia ra. Thì em lên Sài Gòn là năm em 17 tuổi. Thì em cũng tự thuê phòng trọ, có làm công nhân may nè, rồi có lúc thì lại đi bán xương gom, có lúc thì em lại bán báo, rồi có lúc thì em lại làm người bưng phở, rửa chén, rửa ly, có lúc thì em lại làm nhân viên quán cà phê. Rồi đến năm 17 tuổi là em đã làm được MC cho những cái chương trình hát với nhau buổi tối hàng đêm ở quán cà phê nhỏ, rồi những chương trình đám cưới, sinh nhật. Nhưng mà chỉ biết là tại vì em còn nhỏ tuổi nên người ta cũng đâu có kêu em nhiều đâu, nên em thấy nó bấp bênh như vậy á, em không có được trải lòng trong cái ước mơ của mình là mình đi hát. Đến năm em 20 tuổi là em tìm đến nhà thầy, em chỉ chuyên tâm học. Gặp khó khăn về tài chính mà em vẫn quyết định là sẽ đến tìm thầy để học. Thầy thử giọng em, rồi thầy báo giá tiền. Cái thầy thấy nét mặt của em hôm đó là em cũng hơi lo đó. Không biết sao ngày hôm sau thầy gọi điện tới là con cứ qua học đi, rồi chừng nào có học phí con đóng sau. Rồi em mừng quá trời, em chạy qua em học. Và y như rằng tháng sau đóng tiền học phí, thầy chỉ lấy có phân nửa tiền thôi. Học tới đây là 3 năm. Dạ, học tới đây là gần 3 năm rồi. Khi mà Mai Xuân Thi đến mà xin học tôi đó, thì em nó nói là thầy ơi, thầy cứ dạy, khi nào á mà thầy thấy con hát được rồi đó thì cho con đi hát. Mình thì nói là nếu mà 6 tháng không được thì 1 năm cũng được, 1 năm rưỡi cũng được, miễn làm sao mà phải đi ra đi hát là phải cho đạt tiêu chuẩn. Cái ngay từ đầu là trong bản thân của Xuân Thi cũng đã định hướng cái khắt khe đối với mình như vậy rồi. Sáng son một đời giữa
tại sao hoàn cảnh mình khó khăn mà em vẫn chọn theo nghề? Dạ, lúc đó thì em liều mà em vẫn suy nghĩ nếu mà mình lớn lên mình vẫn hát dở như vậy á, mà mình không đi học thì biết lấy nghề gì sống. Em nghĩ là không có nghĩ tới cái nghề nào khác luôn hả? Em không nghĩ tới cái nghề nào khác ngoài cái nghề ca hát thôi. Tại sao? Em nghĩ rằng là cái nghề đó đến mang đến với ba em. Ba em đã nuôi em khôn lớn, sống từ những cái đồng tiền của cha đi hát. Em ấp ủ ước mơ là mình sẽ làm được để cho cha vui, là em là một người con nối nghiệp cha mình. Em đã được học rồi ảnh hưởng từ cha mình như thế nào? Lúc nhỏ thì em hay về bên nội chơi. Nội dắt em đi xem ba hát ở những tụ điểm và những hội chợ. Em thấy ba diễn cải lương rất là cực. Mặc lên người một bộ đồ tuồng cổ là đến 3-4 lớp. Em thấy thương cha. Và những lúc cha hát tuồng Hồ Quảng á, thì đội một cái mấn trên đầu mà có 2 cái sừng. Cái đó là cái lông của con chim chích. Thì em thấy ba diễn đổ mồ hôi, sâu nước mắt mới lấy được tiền. Nhưng mà em thấy cha không hề chọn nghề khác. Có lúc em cũng tự hỏi mình là tại sao cha không tìm những việc khác mà lại chọn cái ngành nghệ thuật này. Lúc nhỏ thì em hay tự hỏi, nhưng mà lớn lên em đã đi lên vết xe đổ của cha và em tự hiểu. Khi biết em theo nghề, ba em phản đối hay là ủng hộ? Đầu tiên ba cũng có nói là theo nghề là sẽ bấp bênh lắm. Con gái mà theo nghề này thường là khổ lắm. Cha nói là không có giàu đâu. Thì em mới nghĩ là thôi kệ, mình đi hát thì chỉ đủ tiền ăn qua ngày, với lại mình được đứng trên sân khấu mình diễn là vui rồi. Nhưng mà cũng có nhiều bạn trẻ bây giờ suy nghĩ là nghề ca hát là nghề kiếm ra được mặt triệu hoặc là mặt trăm triệu. Cái đó là những bạn trẻ đang bám theo dòng nhạc hiện đại, đương nhiên là tiền nhiều hơn rồi. Còn mình hát dân ca thì chỉ đi được những cái show nhỏ nhỏ. Em rất là xinh xắn ha. Với vậy em nghĩ mình sẽ mặc lên một bộ đồ sexy, xong theo dòng nhạc pop hiện đại bây giờ, có không? Cái đó thì em cũng tự hỏi em tại sao không làm như vậy như những bạn bè cùng trang lứa. Rồi xong thì tự mình trả lời là vì mình không thích hợp ở những dòng nhạc đó. Tại vì em thì thích êm ả hơn, sôi động. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về cô gái với dòng nhạc dân ca Mai Xuân Thi. Và với nhân vật này thì Nguyên Khang nghĩ là ba vị khách mời của chúng ta sẽ có khá là nhiều thông tin để cùng trao đổi với nhau. Cái sự khó khăn nào cũng có hết, nhưng mà cái ý thức của người trẻ biết nhớ về nguồn cội, thì cái điều đó là tôi thấy ở em Mai Xuân Thi nhớ về ba mình, về cha mình, thì tôi rất là xúc động. Thật sự là chị chưa biết qua nhân vật Mai Xuân Thi này, nhưng mà cái giống như là một cái thần giao cách cảm hay một cái cách nhìn đầu tiên á, sao chị nhìn cái cô này chị cứ cảm thấy cô buồn, nhưng mà nó có gì đó nó thật sự nó rất là trong trẻo, nhưng mà nó có một cái điều gì u uất. Đây, hỏi nhân vật đi cùng với cô gái ấy thì chị biết rất nhiều ca sĩ hát nhạc dân ca là khi họ lên sân khấu họ đam mê dòng nhạc đó thôi, nhưng mà khi ở ngoài đời bình thường họ cũng rất là trẻ trung, năng động, họ cũng là vui vẻ lắm. Nhưng mà chị thấy Xuân Thi nó có vẻ như là già dặn, nó cái gì đó nó trước khi trả lời câu hỏi của chị thì em xin nói sơ qua về cái cảm nhận của em về Xuân Thi khi mà em gặp. 21 tuổi nhưng ngồi và nói chuyện rất là chín chắn, rất là điềm đạm. Đôi mắt của Thi lúc nào cũng ánh lên một cái nét buồn. Ban đầu em nghĩ là vì tất cả những cái chuyện mà Thi đã trải qua, nhưng cho tới cái thời điểm này là lúc cô ấy bắt đầu tham gia vào một chương trình truyền hình và có nơi để biểu diễn, thì ngỡ như là thời điểm này đã là thời điểm để mà Thi có thể khởi sắc. Nhưng lại có một cái chuyện khác nó xảy ra mà em nãy giờ vẫn muốn mời mọi người lại tiếp tục xem clip. Và em thấy chị Tường rất là hay luôn, bởi vì chị nhìn thần sắc thôi là chị biết được. Chính ra là chị Tường chỉ có một cái gọi cái trực giác của phụ nữ, đúng không ạ? Cái trực giác đó khi nhìn vào một người thì có thể đoán ra được đằng sau cái đôi mặt u buồn đấy chắc chắn phải có một cái nguyên nhân khác mà cái đoạn clip này chưa tiết lộ. Sau những phút trải lòng cùng với chương trình thì Mai Xuân Thi nhanh chóng đến phòng trà tại quận Bình Tân để chuẩn bị tập dượt chương trình tiết mục song ca.
Ngoài ra, cô còn đảm nhận một vai trong vở kịch diễn ra vào tối nay. Đưa ba em qua. Em về nha. Anh đi tiếp nha. Sao vậy ba? Ba nói ba không ưa nó mà. Đó, ba nói ba thương con mà ba để con phải về nè, con phải buồn nè. Con khóc cho ba coi. Ba nói ba thương con á, mà ba không chịu con nhịn đói, con tự giận. Cắn lưỡi. Cắn lưỡi mà cắn lưỡi thành ma xấu lắm mà con nhịn ăn con tiệt thật luôn cho ba vừa lòng ấy dạ ba nè. Thôi được rồi, ba thua con. Chị thắc mắc hoài là sao ca sĩ Nhạc Dương Ca đi tập kịch ta? Tại vì cái vai đó nhí nhảnh, nó phù hợp với tính cách của em. Em nghĩ là nó sẽ giúp em cái nghề của em nó phong phú hơn. Đại diện cho chương trình, chị cũng có một cái món quà này để gửi tặng đến Xuân Thi. Em sẵn sàng chưa? Em cũng không biết là cái gì đây. Rồi, ở trong này, em đeo tai nghe này nè. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến với tỉnh Hậu Giang, chúng tôi đã ghé thăm căn nhà của một người đàn ông nằm nép mình sau những rặng dừa xanh biếc. Nghệ sĩ soạn giả Chánh Linh sống một cuộc sống đơn sơ giản dị bởi bao nhiêu suy nghĩ, ưu tư đã đặt hết vào lời ca tiếng hát. Từ nhỏ thì Xuân Thi nó không ở cùng với tôi được á. Lý do cái thứ nhất là tôi và mẹ nó chia tay. Cái điều kiện thứ hai á thì bé nó không ở với tôi được là vì lý do là tôi sống rời đem ai đó, cứ phục vụ hết địa phương này đến địa phương khác, trong khi con nó còn bé, cho nên sống với bà ngoại. Nó đã thiếu vắng tình thương của cha, nó cũng thiếu vắng luôn tình thương của mẹ từ lúc nhỏ. Tôi thì thỉnh thoảng về thì cũng thăm con tôi đến trường. Lúc đó bé cũng khoảng 8-9 tuổi rồi đó. Thấy bé đang học và tôi bước vô thì bé mừng quá và chạy ra. Cũng có mấy đứa bạn nhỏ chạy theo mừng rỡ và nói: Cha của mình là nghệ sĩ Chánh Linh. Các bạn biết không? Nhưng mà thật ra thì những đứa bé nhỏ nó làm gì nó biết cái tên nghệ sĩ nào. Nhưng mà bé nó nuôi ở trong lòng nó một cái niềm hy vọng cha nó là một nghệ sĩ. Nhưng mà đến khi Xuân Thi nó hơi lớn tí rồi thì tôi ít có đi diễn chung với đoàn như ngày xưa, cho nên tôi sang nhà ngoại ngỏ ý là mang Xuân Thi về để nuôi, mình có điều kiện lo. Thì lúc đó bé nó cũng nói để nó suy nghĩ. Và nó suy nghĩ một ngày rồi xong nó lại trả lời là: con ở với ngoại từ nhỏ rồi, bây giờ con đi thì con cũng không đành. Nhưng mà con thì con thương cha, nhưng mà con không có đến ở với cha được, cha đừng có buồn. Rồi tôi nghe nói câu nói này đau lắm. Tôi có một điều suy nghĩ muốn nói với con về vấn đề tôi và mẹ nó chia tay. Nhưng mà rồi tôi cứ yên lặng. Có mấy lần định nói nhưng mà cứ yên lặng. Cái thời thơ ấu của Xuân Thi á, vì không sống gần mẹ, không sống gần cha, cho nên nó cũng tìm cách để tự mưu sinh, đi bán vé số. Mà thật ra thì nó giấu, nó không cho tôi biết. Đến một ngày nọ thì tôi và anh em nghệ sĩ ở cùng quê đây đang uống cà phê thì tôi thấy cái dáng nó đi thoáng qua, tôi thấy sao giống con mình quá. Khi tôi nhìn lại thì tôi mới thấy. Và tôi kêu lại, tôi mới kêu thôi con về ở với cha. Nhưng mà bé nó từ chối. Xuân Thi thì nó rất là có hiếu. Nó cứ gọi cho cha mãi. Và cứ mỗi lần tin nhắn của con gái thì cứ là cha yêu. Đặc biệt hơn hết là trong cái vấn đề ca hát. Trước khi nó muốn ca hát một cái gì đó thì nó đều điện thoại hỏi xin ý kiến, tham khảo trước. Cha ơi, con muốn chọn cái đó, cha thấy như thế nào. Rồi sau này nó mới hỏi cha ơi, con ham hát quá, cha cho con học nghề hát.
Tôi biết là cái tương lai của cái nghề hát thì nó cũng khá bấp bênh. Hiện tại thì cũng có một số nghệ sĩ gần anh đàn chị đi trước, họ cũng không cho con đi theo nghề. Nhưng bản thân tôi cũng đắn đo nhiều lắm. Vì thấy có đôi lúc mưa gió bão bùng, chương trình đi xuống, nói chung là thu nhập cá nhân nó kém quá. Mình cũng ngại cho cái tương lai của con mình sau này. Nhưng mà vì lý do là con mình nó ham hát quá, thấy cứ tối ngày nó cứ ngân nga mãi mấy câu hát, rồi nó diễn cảm, mà mình nhìn thấy sao mà con bé này nó có cái nghệ thuật tự nhiên ở trong người nó rồi. Thời gian gần đây, khi tôi phát hiện con tôi bị bệnh ung thư, nó sợ cha nó buồn, nó giấu. Nhưng mà đến lúc mà tôi phát hiện ra cái bệnh của nó là đã mổ một lần rồi. Đêm đêm, đôi khi tôi đang ngồi viết, nhưng mà chợt nghĩ đến con, tôi buông viết xuống và tự mình khóc. Suy nghĩ về con, thấy con mình nó bất hạnh hơn người khác. Nếu như có một phép màu nào đó làm cho con bé tôi khỏi bệnh, thì trừ tuổi thọ của tôi, nếu có thể mà tôi chết đi mà để cho con tôi nó được sống khỏe mạnh để mà cống hiến nghệ thuật cho khán giả, thì đó cũng là một điều ước mơ. Nhưng mà ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ thôi chứ. Và con bé vẫn mang bệnh ung thư cho đến bây giờ. Có mấy lần hai cha con cùng nhau đi hát show cho ở mấy đoàn nghệ thuật ở Vĩnh Long. Đến lúc mà hát ở sân khấu, bé nó hát bài thứ ba thì nó bị xỉu ở tại sân khấu. Thì khi tôi đỡ bé xuống thì bé tỉnh lại và hỏi bé, nó mới thật là con uống thuốc thì nó bị giật, bé nó hát thì nó bị xỉu hoài thôi. Nhưng mà bé nó rất là ham, cho nên là nó nói không sao đâu cha, mình cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng mà không có cách để mà chữa trị cho con. Ai chỉ thuốc gì thì mình vẫn cho bé uống, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không có được kết quả gì tốt lắm. Con tôi nó rất là mạnh mẽ, có cái nghị lực. Còn mình bậc làm cha làm mẹ, thấy con mình nó vướng cái căn bệnh nặng nề quá mà mình không có khả năng, rất là đau. Mình mới an ủi nó, xong nó quay ngược lại nó an ủi lại mình chứ. Nó nói con không có sao đâu mà cha lo, cha đừng có lo làm chi, con giờ con vẫn mạnh khỏe mà. Nhưng mình thấy mỗi khi mà nó bị xỉu rồi khác mình lo quá. Hiện tại bây giờ tuy trong người của con bé đang mang bệnh ung thư, nhưng mà nó ít có khi nghĩ đến. Nó cứ vô tư, thoải mái, và cứ suốt ngày nó cứ lo học hát. Còn tôi thì trăn trở lắm, đêm đêm tôi cứ lo lắng không biết rồi con mình nó sẽ ra đi lúc nào. Em bây giờ cảm xúc của em như thế nào? Em rất là vui, mà không biết là chương trình của mình tại sao mà lại kết nối với cha em được. Thì chị thấy á, sau khi coi clip á, chị thấy cha em nói đúng, là em mạnh mẽ quá à. Có nhiều đoạn mà chị muốn khóc rồi đó, nhưng mà chị nhìn qua chị thấy chị quá yếu đuối so với em. So với em không rơi được lệ nào hết. Tại sao, ở đâu mà có cái sức mạnh như vậy từ cô gái như em? Em thật mạnh mẽ đứng trên sân khấu để mình cống hiến tất cả những gì, cho dù là một hơi thở cuối cùng của em. Tại sao mình trong cái tình trạng bệnh như vậy mà em không nghĩ để khỏe hơn, để có thể tiến hành phẫu thuật mà vẫn tiếp tục đi hát? Em sợ là sau này mình không có dịp để mình đứng trên sân khấu nữa. Có khi nào em dám để cho người hâm mộ em á nhìn thấy cái tình trạng của em bây giờ không? Trước em rất là ngại, còn bây giờ thì tóc của em đã mọc nhiều lại rồi. Em xạ trị sau một khoảng thời gian thì bây giờ tóc em đã mọc nhiều như vậy rồi. Thì lúc trước rụng không còn một cọng nào luôn. Mà hôm nay được như vậy thì là do một quá trình em uống thuốc và em nghỉ ngơi tập luyện đúng theo bác sĩ. Lúc mà cha nó
nói là cha lo lắng về em. Em rất là lo cho nên là em cũng cũng muốn tạo một một cái gì đó gọi là em đang vững chãi để cho cha thấy được và cha không lo cho em nữa. Lúc đó em lại tự trách bản thân mình tại sao mà lại để cho cha mẹ lo mình như vậy. Cố gắng giấu bệnh nhưng mà đến một ngày thì cha lại biết. Cũng tự trách mình là tại sao để cho cha phải biết mình bệnh như vậy. Em cứ tự trách em không. Và sau này khi mà em biết được như vậy rồi, em cố gắng thêm nghị lực để cha em cảm thấy là em khỏe mạnh, cha em đỡ lo cho em hơn. Em không muốn nước mắt của em rớt vì cái sự buồn bã hay bệnh tật của em. Em muốn nước mắt của em một ngày nào đó nó sẽ rớt ở trong sự hạnh phúc. Là Nguyên Khang không hề nghĩ là cái mái tóc đó là mái tóc giả. Mình cũng không nghĩ. Chị cũng đâu biết đâu. Không hề nghĩ luôn. Coi thì mới hơi bất ngờ. Mới thấy là cái nghị lực 21 tuổi mà chịu đựng quá nhiều như vậy thì mình phải nể phục. Mình cô Nico thì ngồi kế bên cạnh thì cứ sụt sịt. Còn em thì cứ xem cái clip của cha mình rồi cứ bình thản. Có nghĩa là cái sự chịu đựng về hoàn cảnh gia đình từ bé chăng? Hay là em đã sinh ra là con người đã chịu chấp nhận sự chịu đựng này mà không hiểu tại sao lại chịu đựng và bản lĩnh và cứng cỏi trước những cái áp lực trong cuộc sống của mình. Thật sự là cái mặt của bình thản, mình không hiểu sao mà có thể bình thản như vậy được. Cái tự nhiên chị nhớ lại câu lúc đầu mình coi đó, cổ có nói là cuối cùng thì con cũng chọn đi theo cái vết xe đổ của cha. Thường cái vết xe đổ là người ta ám chỉ những cái gì mà nó xấu á, chứ không có ai mà dùng cái từ đi theo nghệ thuật mà lại dùng cái từ đi theo vết xe đổ. Thì lúc đó Miko cũng có sửa, Miko nói là đi theo con đường nghệ thuật của cha. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu cái ý của cô nói. Tại vì cô bé này nói không phải là không có suy nghĩ đâu, cô dùng cái từ cũng có ý hết á. Cũng có thể vì cái nghề này long đong ngày đây mai đó mà ba mẹ cổ mới phải ly dị, cổ mới phải trôi nổi như vậy. Một lần nữa cảm nhận một cách sâu sắc là cái nghề của mình nó bạc bẽo quá. Ba của bé Thi là hồi xưa nó giới thiệu là phó đoàn. Mà cuối cùng dòm cái cuộc sống coi. Rồi tự nhiên nối tiếp tới đứa con. Đối diện với cái chết mà vẫn hát trên sân khấu để sợ là sẽ không còn được hát nữa. Mình nghĩ mình mà vô hoàn cảnh đó thì chắc mình sẽ điên cuồng gào thét, chắc mình sẽ làm gì đó. Và nếu mình có làm, chắc mình sẽ làm. Nếu mà mình có sức để làm, mình sẽ làm gì đó cho những người thân của mình trước. Chứ mà sợ là mình không có đủ cái sức mà để làm, mà để gọi là đứng để mà phục vụ khán giả hay là làm cho cái đam mê. Chị nghĩ vậy, mình không có nằm trong hoàn cảnh đó, mình không biết. Nhưng mà mình cảm thấy cô bé này đúng là thật sự là nó phi thường. Chúng tôi hy vọng ở đoạn clip sau sẽ hé lộ thêm nhiều cái tình tiết lạc quan hơn với số phận của cô ca sĩ dòng nhạc quê hương Mai Xuân Thi. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.